Điệp xin kính chào tất cả các cô chú và các anh chị. Video clip này Điệp xin cập nhật bản cập nhật hàng tháng thời gian giải quyết hồ sơ tại Sở Di trú Mỹ USCIS cập nhật vào ngày 26 tháng 5 năm 2021. Qua bản cập nhật này, Sở Di trú sẽ cập nhật thời gian giải quyết các đơn mà cô chú và các anh chị đã gửi cho Sở Di trú như đơn Y-129F, đơn Y-130, đơn Y-485, đơn Y-751, đơn Y-90, đơn Y-140 và đơn Y-526. Xin mời cô chú và các anh chị cùng xem chi tiết. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm like, thích subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Và cũng như là bấm nút share để nhiều người biết thêm về thông tin này. Cảm ơn cô chú và các anh chị. Sau khi hồ sơ của cô chú và các anh chị gửi cho Sở Di trú, Sở Di trú nhận được thì Sở Di trú sẽ gửi lại một thư biên nhận, thông thường là mẫu thư Y-797C. Cô chú và các anh chị có thể xem trên góc bên phía bên tay phải của mẫu biên nhận có để Y-797C. Trong thư biên nhận này thì chúng ta cần lưu ý một số cái thông tin để chúng ta theo dõi hồ sơ với Sở Di trú. Số 1 là tên đơn và loại đơn. Ở số 2 là mã biên nhận hồ sơ, thông thường bắt đầu bằng chữ WAC kèm theo một dãy số hoặc là IOE kèm theo một dãy số. Ở số 3 là ngày nhận hồ sơ của Sở Di trú. Và số 4 ở cuối thư sẽ là trung tâm thụ lý hồ sơ của Sở Di trú, thụ lý hồ sơ mà cô chú và các anh chị đã nộp. Ký hiệu của các trung tâm Sở Di trú thụ lý hồ sơ của cô chú và các anh chị đã nộp. Ký hiệu WAC hoặc là CSA là Trung tâm Dịch vụ California. LIN hoặc là NSC, Trung tâm Dịch vụ tại Nebraska. ESC, Trung tâm Dịch vụ Potomac. SRC hoặc là TSC, Trung tâm Dịch vụ tại Texas. EAC hoặc là VSC, Trung tâm Dịch vụ Vermont. Và mã IOE là khi hồ sơ của cô chú và các anh chị được nộp online, thì có thể là trung tâm Texas, Cali hoặc Nebraska hoặc là Vermont. Cô chú và các anh chị xem ở cuối thư Y-797C sẽ có tên của trung tâm thụ lý hồ sơ. Ví dụ như hồ sơ của cô chú và các anh chị có receipt number, mã biên nhận là WAC kèm theo một dãy số, thì có nghĩa là hồ sơ đã được xử lý tại trung tâm dịch vụ California của Sở Di trú. Đối với trường hợp nếu như nhận biên nhận là có mã số là NBC hoặc là MSC là tại Trung tâm Phúc lợi Quốc gia, và nếu như cô chú và các anh chị đã nộp các mẫu đơn như là Y-485, diện việc làm hoặc là diện gia đình, mẫu N-400 hoặc là mẫu N-600, thì cô chú và các anh chị cần kiểm tra thời gian xử lý tại văn phòng của địa phương. Sở Di trú sẽ không có cập nhật thời gian xử lý hồ sơ của hai mã số này trên hệ thống của Sở Di trú. Ký hiệu của các loại đơn đã gửi cho Sở Di trú. Y-129F là đơn bảo lãnh hôn phu hôn thê. Đơn Y-130 là đơn bảo lãnh thân nhân. Đơn Y-485, đơn xin thay đổi thường trú hoặc là thay đổi tình trạng. Đơn Y-751 là đơn xin đổi thẻ xanh từ 2 năm qua 10 năm. Đơn Y-90 là đơn xin thay thẻ thường trú nhân. Đơn Y-140 là đơn xin lao động định cư, thông thường là EB3, là EB3. Đơn Y-526 là đơn xin đầu tư định cư, là diện EB5. Theo thông tin từ Sở Di trú, thời gian trong bản cập nhật này, Sở Di trú dựa trên dữ liệu được thu thập khoảng 2 tháng trước khi Sở Di trú công bố, và thời gian có thể thay đổi mà không cần phải báo trước. Cách ghi trong bản cập nhật này: tháng đầu tiên là 50% hồ sơ được giải quyết. Ở tháng thứ hai là 93% lượng hồ sơ được giải quyết tại Sở Di trú. Và ngày tháng năm
là hồ sơ có ngày biên nhận này cần liên hệ lại với sở di trú vì đã trễ thời gian giải quyết hồ sơ. Theo thông tin sở di trú cập nhật ngày 26 tháng 5, thời gian giải quyết từ 50% đến 93% lượng hồ sơ tại sở di trú. Đối với các hồ sơ nộp đơn I-129F là đơn bảo lãnh hôn phu hôn thê. Tại trung tâm California, từ 6 cho tới 8 tháng, ngày hồ sơ cần liên hệ với sở di trú là ngày 2 tháng 10 năm 2020. Tại trung tâm Vermont, từ 6 đến 8 tháng, ngày hồ sơ cần liên hệ cũng là ngày 2 tháng 10 năm 2020. Đối với đơn I-485 là đơn đăng ký thường trú hoặc là thay đổi tình trạng. Tại trung tâm California, từ 16 đến 65 tháng rưỡi, ngày hồ sơ cần liên hệ 25 tháng 12 năm 2015. Tại trung tâm Nebraska, từ 14 đến 42 tháng, ngày hồ sơ cần liên hệ là 28 tháng 11 năm 2017. Tại trung tâm Texas, từ 10 tháng rưỡi cho tới 30 tháng, ngày hồ sơ cần liên hệ là 30 tháng 11 năm 2018. Đối với đơn I-751 là đơn đổi thẻ xanh từ 2 năm qua 10 năm. Tại trung tâm California là từ 18 cho tới 24 tháng rưỡi. Ngày hồ sơ cần liên hệ là 25 tháng 5 năm 2019. Tại trung tâm Nebraska, từ 14 tháng rưỡi cho tới 30 tháng rưỡi, ngày hồ sơ cần liên hệ là 14 tháng 11 năm 2018. Tại trung tâm Potomac, từ 19 tháng rưỡi cho tới 21 tháng rưỡi, ngày hồ sơ cần liên hệ là 22 tháng 8 năm 2019. Tại trung tâm Texas, từ 4 cho tới 8 tháng rưỡi, ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 19 tháng 9 năm 2020. Tại trung tâm Vermont, từ 8 cho tới 15 tháng, ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 2 tháng 3 năm 2020. Đối với đơn I-90 là đơn xin thay thẻ xanh. Tại trung tâm Potomac, gia hạn thẻ xanh 10 năm là từ 7 cho tới 11 tháng. Ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 28 tháng 6 năm 2020. Đối với phát hành thẻ xanh lần đầu tiên hoặc là thay thế thẻ xanh, từ 7 cho tới 14 tháng rưỡi, ngày hồ sơ cần liên hệ là 22 tháng 3 năm 2020. Ký hiệu của các diện hồ sơ bảo lãnh định cư đã nộp đơn I-130, CR hoặc là IR là vợ chồng con dưới 21 tuổi và cha mẹ của công dân Mỹ. Diện F1, con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ. Diện F2A, vợ hoặc chồng và các con nhỏ có thường trú nhân. Diện F2B, con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân. Diện F3, con đã lập gia đình của công dân Mỹ. Và diện F4, là anh chị em của công dân Mỹ. Đối với đơn I-130 là đơn xin bảo lãnh thân nhân. Diện CR1, CR2, IR1, IR2 và IR5 là diện bảo lãnh vợ chồng con nhỏ dưới 21 tuổi độc thân và cha mẹ của công dân Mỹ. Tại trung tâm California, từ 21 tháng rưỡi đến 28 tháng, ngày hồ sơ cần liên hệ ngày 7 tháng 2 năm 2019. Tại trung tâm Nebraska, từ 2 tới 7 tháng, ngày hồ sơ cần liên hệ là 28 tháng 10 năm 2020. Tại trung tâm Potomac, từ 13 đến 17 tháng, ngày hồ sơ cần liên hệ là 1 tháng 7 năm 2020. Tại trung tâm Texas, từ 8 tháng rưỡi đến 10 tháng rưỡi, ngày hồ sơ cần liên hệ là 11 tháng 7 năm 2020. Tại trung tâm Vermont, từ 30 đến 39 tháng, ngày hồ sơ cần liên hệ là 11 tháng 3 năm 2018. Đối với hồ sơ bảo lãnh diện F1, là con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ. Tại trung tâm California, từ 36 tháng rưỡi đến 47 tháng, ngày hồ sơ cần liên hệ là 30 tháng 6 năm 2017.
tại trung tâm Nebraska từ 6 tháng rưỡi đến 8 tháng rưỡi. Ngày hồ sơ cần liên hệ là 17 tháng 9 năm 2020. Tại trung tâm Potomac từ 19 tháng rưỡi đến 25 tháng rưỡi. Ngày hồ sơ cần liên hệ là 17 tháng 4 năm 2019. Tại trung tâm Texas từ 8 tháng rưỡi đến 10 tháng rưỡi. Ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 11 tháng 7 năm 2020. Và tại trung tâm Vermont, từ 46 tháng rưỡi đến 60 tháng rưỡi, ngày hồ sơ cần liên hệ là 25 tháng 5 năm 2016. Đối với diện bảo lãnh F2A, là thường trú nhân bảo lãnh vợ chồng và con nhỏ dưới 21 tuổi còn độc thân. Tại trung tâm California, từ 21 tháng rưỡi đến 28 tháng, ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 7 tháng 2 năm 2019. Tại trung tâm Nebraska, từ 2 tháng rưỡi đến 7 tháng, ngày hồ sơ cần liên hệ là 28 tháng 10 năm 2020. Tại trung tâm Potomac, từ 24 tháng cho tới 31 tháng, ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 9 tháng 11 năm 2018. Tại trung tâm Texas, từ 1 tuần cho tới 7 tháng, ngày hồ sơ cần liên hệ là 28 tháng 10 năm 2020. Và tại trung tâm Vermont, từ 17 tháng cho tới 21 tháng rưỡi, ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 12 tháng 8 năm 2019. Diện bảo lãnh F2B là thường trú nhân bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi. Tại trung tâm California, từ 51 tháng rưỡi cho tới 67 tháng, ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 4 tháng 11 năm 2015. Tại trung tâm Nebraska, từ 50 cho tới 65 tháng, ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 3 tháng 1 năm 2016. Tại trung tâm Potomac, từ 24 tháng cho tới 31 tháng, ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 9 tháng 11 năm 2018. Tại trung tâm Texas, từ 1 tuần cho tới 7 tháng, ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 28 tháng 10 năm 2020. Và tại trung tâm Vermont, từ 20 cho tới 26 tháng, ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 9 tháng 4 năm 2019. Hồ sơ bảo lãnh diện F3 là công dân Mỹ bảo lãnh con đã có gia đình. Tại trung tâm California, từ 104 đến 135 tháng, ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 9 tháng 3 năm 2010. Tại trung tâm Nebraska, từ 101 tháng cho tới 131 tháng rưỡi, ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 21 tháng 6 năm 2010. Tại trung tâm Potomac, từ 19 tháng rưỡi đến 25 tháng rưỡi, ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 17 tháng 4 năm 2019. Tại trung tâm Texas, từ 8 tháng rưỡi đến 10 tháng rưỡi, ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 11 tháng 7 năm 2020. Tại trung tâm Vermont, từ 63 tháng rưỡi đến 83 tháng, ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 12 tháng 7 năm 2014. Và đối với diện F4 là anh chị em của công dân Mỹ, tại trung tâm California, từ 127 tháng rưỡi đến 166 tháng, ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 12 tháng 8 năm 2007. Tại trung tâm Nebraska, từ 122 cho tới 159 tháng, ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 12 tháng 3 năm 2008. Tại trung tâm Potomac, từ 19 tháng rưỡi đến 25 tháng rưỡi, ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 17 tháng 4 năm 2019. Tại trung tâm Texas, từ 8 tháng rưỡi đến 10 tháng rưỡi, ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 11 tháng 7 năm 2020. Và tại trung tâm Vermont, từ 90 cho tới 117 tháng, ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 9 tháng 9 năm 2011. Đối với đơn I-140 là đơn nộp ảnh diện EB3 là EB3, theo bản cập nhật của Sở Di trú đối với lao động không kỹ năng phổ thông là unskilled worker. Tại trung tâm Nebraska, từ 6 đến 12 tháng,
Ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 5 tháng 6 năm 2020. Tại trung tâm Texas, từ 7 tháng rưỡi đến 18 tháng, ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 1 tháng 12 năm 2019. Đối với đơn Y526 là đơn xin nộp đầu tư diện EB5 là EB5. Tại văn phòng chương trình đầu tư định cư, từ 31 tháng cho tới 49 tháng rưỡi, ngày hồ sơ cần liên hệ là ngày 26 tháng 4 năm 2017. Lịch giải quyết hồ sơ này của Sở Di trú Điệp sẽ cố gắng cập nhật với cô chú và các anh chị vào mỗi ngày 26 hàng tháng để cô chú và các anh chị thuận tiện theo dõi. Điệp cảm ơn cô chú và các anh chị đã xem qua video clip này. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm like, thích, subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Và cũng như là bấm nút share, chia sẻ để nhiều người biết thêm về thông tin này. Cảm ơn cô chú và các anh chị.